khoảng trống chưa dễ lấp đầy, lại thêm một người tử vong, một người bị thương do dính bẫy điện trên cánh đồng. Nguyên nhân dẫn đến cái chết không bất ngờ, nhưng đem đến sự bất bình. Cách đây ít ngày, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án giết người và tạm giữ hình sự đối tượng Đinh Xuân Thịnh, 75 tuổi, trú tại xã Đồng Thắng, huyện Triệu Sơn, để điều tra, làm rõ vụ việc mới xảy ra trên địa bàn. Thông tin ban đầu cho biết, đêm ngày 24 tháng 6, anh NVL, 32 tuổi và anh NVI, 30 tuổi, là hai anh em ruột đều trú tại thôn Đại Đồng 2, xã Đồng Thắng đi đánh cá ngoài đồng lúa. Đã vướng vào dây thép đấu điện răng xung quanh ruộng lúa của gia đình ông Đinh Xuân Thịnh để ngăn chuột phá lúa, khiến anh L tử vong, anh Y bị bỏng nặng. Trước đó khoảng chừng tháng 3, ở ngay huyện bên cạnh, Nguyễn Văn Tình, sinh năm 1978 ở thôn Phượng Đoài, xã Trường Trung, Nồng Cống, cũng răng dây điện xung quanh ruộng lúa để đánh chuột, làm hai người đi đánh cá trong đêm tử vong. Trong những vụ án này, thủ phạm dù chỉ vô tình giết người nhưng lại gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Sự vô tình xuất phát từ nhận thức rất thấp kém của người sử dụng điện. Biết điện đặc biệt nguy hiểm, nhưng vẫn cố tình dùng vào những mục đích trái với quy định, còn không có biện pháp canh gác hay cảnh báo. Vì mưu sinh, rất nhiều người đang phải đêm hôm lặn lội trên cánh đồng. Đó là nhu cầu của con người nhằm cải thiện đời sống bản thân, dù đã được cảnh báo sẽ phải đối diện với nhiều nguy cơ rủi ro. Pháp luật không ngăn cản việc mưu sinh chính đáng ấy để đảm bảo tính mạng của họ. Trên thực tế, các cơ quan thực thi pháp luật cùng chính quyền các địa phương cũng đã tăng cường các biện pháp tuyên truyền, kiểm tra phát hiện nhằm ngăn chặn những chiếc bẫy người như thế có thể xảy ra. Một lần nữa phải nhắc lại và nhấn mạnh rằng những vụ việc vô ý dùng điện làm chết người đã được truyền thông, thông tin cảnh báo rộng rãi. Việc dùng điện vào mục đích phi sản xuất và đời sống cũng bị pháp luật nghiêm cấm. Thế nhưng những vụ việc đau lòng từ điện vẫn cứ diễn ra bởi bàn tay con người với mật độ dày hơn, khiến chúng ta không khỏi xót xa và bất bình. Đằng sau những cái chết thương tâm từ điện cho thấy vẫn còn đó một khoảng trống về pháp luật, khoảng trống thông tin, khoảng trống nhận thức và cả khoảng trống trong hành động. Người chết thì đã chết, những người đáng bị phạt rồi sẽ bị xử phạt một cách nghiêm khắc. Vấn đề còn lại đó là phải nhanh chóng có biện pháp ngăn chặn để những mạng người không còn phải ra đi một cách tức tưởi và oan uổng.